bốn năm người ăn à? Cơm Alaska. Trời, con này bự dữ lắm luôn á. Anh tính căng chắc chắn 2 kg hả? Không, căng to đi. Hai con. Lấy 2 con. Con năm mấy rồi? Cá khác hay là cùng? Con 1,2 kg. Con nhỏ là 1,2 kg 1 kg. Con bự 1,1 kg hả? Ủa sao kỳ vậy? Con nhỏ ăn ngon hơn. Ôi sao con nhỏ chịu 2 kg, con bự chịu 1 kg. Ủa mà lý do là sao nó mắc, cơ thịt nó chắc hơn hả? Lấy con 2,5 kg. Cái này gan luôn. Rồi cái tiết của nó mình lấy làm sao? Bây giờ mình muốn đem về á. Tiết canh làm gì ăn? Nhưng mà làm gì ăn ngon? Con này là 2,7 kg, chịu 1 kg. Nếu mà con nhỏ thì mình làm mấy cái luộc hả? Ba con nhỏ trái tỏi với cái luộc. Cái lưỡi đi. Ừ, ba con nhỏ trái tỏi, con lớn luộc. Bò nhất rồi. Cái lưỡi đi. Chẳng 4 kg. Thì ba con này với con này chẳng 4 kg. Ủa con này là... con này luộc, ba con nó trái tỏi. Gì? Con này luộc đi. Con này tính con này trái tỏi á. Tại nó bự quá, trái tỏi thì là... biết. Hạt bia đi. Bia hả? Bia đỏ. Bia đi. Rồi, bia. Con này hấp bia đi. Ba con bia. Ba tính đầy gì nè. Dạ, chị. Giờ kêu người ta lấy tiết tại ngoài cho các bạn coi nha. Lấy tiết tôm hùm Alaska. Đây chuẩn bị hộp để đựng tiết. Bia lấy tiết. Bỏ nước đầu nha. Bỏ nước đầu. Ôi đã mất. Tiết nó màu trắng hả? Dạ đúng rồi. Còn 4 vô sau luôn. Rồi, một con mà hai hộp tiết. Ba con nhỏ. Bia.
chị. Con đó như đâm chưa trúng hay gì đó không ra. Con nhỏ không có nhiều đâu. Nhầm con có nhầm con không. Nó trắng hơi đục đục nè, nó thấy hơi đục này. Cái màu hơi trắng trắng. Nhưng mà nó màu đỏ. Xong. Một con bự ba con nhỏ. Xíu nó đặt lại nè. Con bự một con nhỏ được hai thố. Này để nhân gì trời, để nhân gì hồi nãy em quay cái cảnh lấy tiết luôn, cháy được cái luôn hả? Sao? Cái gì bỏ nó vô được giờ? Cháy gì vậy? Đây nó kéo mà đừng kéo mà mấy cái này. Ủa sao nó không đập càng kéo mình? Nó phải đập càng cho mình chứ. Cái này không đập được. Giờ sao mình ăn được? Nó là dẻo, không được đập được. Mình bẻ rút ra. Lấy kéo cắt từ người. Nó dẻo lắm, nó dẻo mẹ. Không xuống. Kéo nhỏ quá. Đây mình có cái kéo cắn sắt mà, mình có cái kéo cắn sắt á. Có một tay rồi. Gì hả, cái ly nước này là nước tôm hả? Ờ, nước tôm thôi. Ở trong cái hũ luôn nè. Mình uống từ không? Hũ xỉu luôn. Cắt tôm, cắt tôm. Lít sẽ ăn tôm. Mấy cái que nó ăn được rồi. Đưa em 3, 7, ấy nè 40 ngàn con á. Điện tôm. Con tôm nhỏ là 1 triệu 2 kg. Mà tôm bự là 1 triệu 4 kg luôn. Ê, em cũng biết sao. Ăn bắp, ăn hợp gì? Bắp bắp. Điện tôm. Bắp em. Con chấm cái nè coi nè, miếng thịt nhỏ xíu rồi. Nó làm nó dở lên anh lên. Một con bự với ba con nhỏ. Ê nhiễu mình ta. Học về nó bự. Này. Đây nó bóng có thả mình nè. Ôi ơi đâu. Quá nhỏ rồi. Này hay là nó rộng lâu quá. Chỉ ăn biển Đông là đẹp nhất. Tắm rửa lại. Vì vậy nãy lại biển Đông mua cho kìa. Mà hơi mắc rồi. Tắm cái hẹo quá. Tắm cái hẹo đi mua đó. Nào giờ đâu có biết mua mấy con này đâu. Bước đại. Mấy vụ này không giờ anh muốn chợ. Mua về đàng hoàng luôn, giá mềm luôn. Nói với anh là tại chợ luôn. Không lẽ nhờ
Giờ ai làm ai nhậu nha. Chú lấy ra nguyên con này, nguyên cái kèn. Nguyên cái kèn con nhấm địch thật dài. Lên hai anh em à, cái này là anh của anh em. Thôi đi vậy, cháu vô. Cháu vô ta thôi. Cái vỏ thôi. Rồi cái vỏ. Sao chị thẳng thắng quá à. Giờ chừa lại cái kèn thôi, ai uống không nổi. Chị người dân tộc này không biết thằng mà cơ. Con đẹp quá, không có gì ăn trên trời. Tao ăn. Không ăn thịt à. Ông chừng con nhỏ thịt nhỏ, là chị, ăn cái ớt có chị, ăn cái ớt có ăn thịt đó chứ không ăn. Nè con nhỏ thịt nhiều. Ủa đây có hả? Có đúng không? Rồi vậy đó, bà còn cái gì chết. Còn là dễ sợi cửa. Chẳng sao biết. Chị nói con là tự lựa cho mình ăn không. Giấy tỏi ngon quá. Cái này anh Tú ơi, cái này hồi nãy ra là không ai vậy hết, hấp nhất cho em luôn á. Kêu nó căng rồi làm thôi. Chủ yếu người miếng thôi. Chưa biết làm sao. Đã về lên đi mua về với anh Minh mà chịu cực công cắt chị là ngon rồi. Tính nèm nó hoài hay muốn hết. Có chấm gì không? Dịch có chấm gì không? Có chai, có nào nó cũng hẹn chấm luôn á. Nó hỏi nghe nó không nói chứ nào. Ê, gớp rồi. Dạ, có anh Sĩnh hả? Ờ, à, đúng rồi. Ờ, nhớ thầy đi. Một kìa thầy. Chưa em uống nhưng mà để em ăn thôi. Ông giỏi quá trời luôn. Lấy nè. Quên, giờ tới tâm rồi em giải quyết đi. Để ông giỏi quá trời. Anh Tú nói sao thầy đỉnh chưa? Nghĩa luôn trời. Ủa tình nghĩa gì nữa? Giải quyết. Đang nhậu đâu là tình nghĩa gì? Giải quyết. Anh nói giải quyết đâu, anh nói là anh mới nói là giải quyết rõ ràng em nghe. Ủa anh có nói thì đó là em nghe rõ ràng luôn. Anh ơi có anh nghe không? Có. Vậy giải quyết thiệt. Ủa gì thế nhỉ? Được. Đúng rồi, giống này anh vẫn uống vô phố mà. Anh Tiền tính ra nó chưa đúng em được chị luôn đó bạc Tiền. Thôi thôi thôi. Thôi không thiệt ạ. Anh với Tâm hay nhậu cái nhơ người vui. Hết chị ạ. Bắt sao? Cái quán lấy hết trơn thịt luôn chị. Ừ, chơi đi. Dạ, cái này có thịt đâu. Trắng đi bà. Nó lấy chị để Bồ Tát luôn hả?